không à, phải nồi. À, tôi cũng chơi cái đó nè. Bắn tôi chơi bắn được 10 trận thì chém trận gặp hát mẹ rồi. Mấy hát chạy nhanh đây. Ờ. Control control team rồi, control team. Nhảy đi. Ủa sao tôi đến nhảy được? À rồi. Có team xuống cùng nhá. Ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Mình ở bên đường nào. Nó tự đáp xuống giữa đường mới ghê. Cứ phải nhặt được súng trước, thay đổi cái kiểu đó, con này biểu là làm gì rồi. Ôi súng này có hai viên này. Gần như, gần phố, gần gần ai mình nữa. Hôm nào có súng rồi bảo kê tim đi. Em nó, cái súng này nhiều quá. Bảo kiểu nhanh rồi. Tôi có súng lâu quá. Kém nó, mà quá. Tim có tim, có tim ở đây nha. Đi tìm đi, giết. Nè, có súng ngon luôn. Từ 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 từ. Măng đít. Không có ba lô. Đâu tìm ở đâu? Ta thấy không? Không thèm lút luôn nè, ra ra cân tem nè. Ra cân tim luôn này, đi tìm này, luồn luôn đấy. Đâu, chỗ nó đâu. Chịt nó, đi ra đây gì. À thôi, xíu tôi lấy cục máy đi. Có lục bàn đéo nổi. Ông Sutaro cẩn thận nha, có tim đó. Rồi. Chịt chơi linh, chốt linh anh lại. Bốn anh em đi cùng nhau đây. Có gì giải cứu, ok. Trời ơi, tao cần cái mũ. Ô, đi bàn với anh chim chốt rồi đó, đi bàn rồi. Thằng người là bé thằng người, cái con người là. Đâu rồi? Thằng nào à? Đây tim nhảy xuống các bạn nhỉ? Có tim đấy. Đâu? Nhìn như nòng silent mà sao không nhặt được. Ừ, nó. Không, ta mất kít rồi. Ố? Rõ ràng là có món đồ má. Bông lùm như một trò đùa. Sắp đang ở đây là lớp tay xuống thôi. Sao ai bây giờ ở đây?
Súng ba không thuộc về nhau. Ngon, ngon. Súng này thuộc hai viên, được ăn kể ngại hay không? Đúng rồi, thuộc hai viên là ngon lắm á. Nhưng mà chỉ được một lần à. Sao thì mình trông ra hiu rồi có liên mua tay rồi. Ờ, hai ông kia đi chúng tôi nè. Ủa, đây nguyên hàng xe luôn mà không biết sao đi được. Cái nào? Này hả? Vẫy nồi cái nhà. Ồ, không có xuống máy luôn. À, 8 cái nhà rồi. À đây rồi, có cân rồi. Tìm qua không thấy ai nhờ. Stop. Đó, nghe tiếng stop. Trên chỗ tôi có Uzi này, lên lấy này. Thì có cái hàng kìa, vô hàng không? Ai vô hàng không? Hàng vô rồi. Ôi, mèo bơi mèo bò kìa. Đâu cái chùa rồi. Tôi nghĩ bây giờ kiếm xe là thử sách. Ở đây có ba lô nữa này. Đây tôi có ba lô 2 rồi. Tôi nghĩ bây giờ kiếm xe đó là thử sách mấy ông ơi. Không là chạy bộ sách bằng là... Kiếm xe đi, chạy luôn đi. Có xe máy kìa, ba người. Có đồ chưa? Đủ đồ chưa? Tôi còn lấy mũ. Chưa nhận được cái mũ nữa. I can see in anything. Đây có ba lô 2 nè, ai lấy không? Đâu, chỗ ông nào? Đây, chỗ Phong. Rồi, chờ tí cho chạy ra. Ôi. Nhầm. Ôi. À thôi đây rồi, tôi có cái ba lô trong nhà thờ rồi. Bái. Vừa mở ra thế. Bái nồi. Quen tay. Không mong lại với trò na đa đồng đội rồi. Bái. Bao lần rồi không chừa. Đâu phải đâu. Ai á. Đúng rồi, là tôi đây. Có máu chưa? Đây, lấy cái này này. Đi bàn đi, cô gái chơi, có ai nghe. Hồi 100 máu ấy, lấy đi. Phải lấy. Trời ác thế. Vừa vào. Làm luôn. Không ông, hỏi ai đấy. Ai. Ông là chuyên cái kiểu đấy mà phi vào phát nã luôn. Đi đây, lúc căn tay. Mất nón rồi. Hồi nãy tôi một tí về giọng bắn để... Ở đây có súng máy rồi. Có ba lô 2 ở đây, ai lấy chưa? Không nào cần đi, tôi vừa lấy được cái ba lô 2 rồi. Rồi, ba lô 2 hết rồi, ok. Cần một cái súng máy. Tôi nghĩ là giờ chạy về hướng Rush Hot là thượng sách nha ông ơi. Alo. Kiểm xe đi. Đây có xe máy trước mặt. Về, anh đưa hai đứa về luôn. Đây xe máy trước mặt đây. Xe máy có 3 chỗ à. Ai thích đi chung tôi. Trước đi. Ông chỉ chạy vô cái hang nè. Cái hang này không biết có gì chỗ không. Hang thì chắc chắn có xe rồi. Để đây. Đó có xe nè. Chạy xe trước đi. Rồi tí kiếm xe đi đón ông kia xong. Đây. Ok luôn. Chạy hướng rất hot luôn không ơi. Hay là ra đây này. Chấm đỏ. Đây hoặc đây. Đâu? Hả? Vô hang ha. Rồi. Mình. Trong hang khó đi. Ê. Đường phi xe. Một người phi xe xuống đi. Để tôi lót. Để tôi lót xuống. Ô, được cái chảo. Sao mà hẹp quá vậy? Hẹp quá vậy? Ồ, có hũ máu, cho xin hũ máu nha. Ê. Hả? Cản đường. Ơ. Bỏ về. Thôi, súng có rồi. Ủa? Xe ai chạy xe ra sau kia cho ông kia vậy? Đâu? Ai chạy? Việt Nam DT ông ở đây nè, ông đang chạy kìa.
Chỗ mất là xe. Vứt xe ơi, vứt xe ơi. Đây đây, đi chung nè, đi chung nè, đi chung nè. Ôi, dừng dừng dừng. Chạy luôn rồi. Lấy xe chạy mất. Đấy, ông chạy luôn. Khốn nạn thì chứ. Đấy, im 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 im, thế nãy giờ tưởng làm gì, ông ra không lấy xe chạy mất theo đó. Phải nổi. Cho mình ngồi ghế phụ. Quá đây quá trời xe hư. Bro anh. Hello ba. Giờ con đây không ở nhà. Con đây là trên Thành Mỹ ở chỗ chỗ gì ta, chỗ tượng đài con tết cái quán mới. Dạ chưa, con chưa có về luôn. Con đang ngồi làm một số thứ, đang ngồi chơi. Làm một số thứ rồi đang ngồi chơi. Dạ chưa. Ôi, giờ sao. Dòng xíu rồi. Trời ơi, ông chạy xe kiểu gì vậy? Chạy lại đi kìa. Ôi, giết mẹ hai thằng rồi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sao ba? Ba gọi anh Đức thử. Bên này, cái đường lên bên này này. Ôi, tính tông... À, rồi. Để, tôi bị xiết rồi, cái mô tô đấy. Qua đó kia đi. Còn một ông nữa đâu? Vậy nồi. Đừng cắn tôi. Rồi, kìa. Nhanh ông ơi. Ông kia đang chạy một bò rồi. Lấy để đi vô dòng đi rồi ra trước ổng. Cứ chạy đi, thấy xe rồi quay lại đón ổng. Chạy đi. Có cái ổng đi kiếm xe rồi. Chạy đi. Bên đó. Mày kia. Ông chó. Đang đang chấm điểm. Đang chấm điểm để chạy. Cứ chạy lung tung đâu được. Các bằng lái xe gì đấy? Chưa đủ tuổi. Vậy cái chưa đủ tuổi. Vậy nồi. Chạy xe kiểu gì vậy? Không tôm, không bị tôm là kẻ lực kỳ tích. Áp lực. Ôi, thôi ông ơi. Tôi thấy ông này chạy sợ vãi nồi. Ôi, cái gì thế? Lắc, nghi sao hả? À, ủa cái đến lắp, mát nó chưa lắp lên kìa. Chạy luôn, tiếp ông ơi. Chạy luôn. Nhanh ông ơi. Ê, ra trước ông kia đi, ra trước ông kia đi. Không phải giữa đâu, cứ chạy đi, chạy thẳng đi. Ô, chạy đi. Ra trước đi. Tôi vô phòng, đi vô phòng. Đi, nhanh lên. Ố, bị gì vậy? Cho nó ra trước đi. Cho nó ra trước, ông kia đi. Ăn máu đi, không chết. Trời, giờ mà ra trước ông kia là có thêm người chết luôn ấy. Thôi chạy hết đi, tôi chạy được mà. Cứ chạy đi. Chạy vào vòng đi. Ông Việt Nam BT ổng cười vãi. Ăn máu đi, chạy vào vòng đi. Không quá. Đấy, tôi thấy chạy xong lên cái núi này là không còn xác luôn á. Ôi, thôi xong rồi. Ta ai làm? Không nhìn thấy được cái đường bên kia. Cố lên. Alo rồi. Ngồi xuống ăn máu đi ông. Ngồi rồi. Ông xuống rồi, ông gãy. Ông xuống đi, gãy lèo quá ông ơi. Ông còn chạy ông thôi. Xuống, đi tiếp. Chết rồi. Hai ông xuống đi, lại đi. Ăn máu đi, ăn máu đi. Tôi cắn tí máu nè. Vậy nồi. Nói chung là thật là veo luôn á. Ông kia chết luôn kìa, đảm bảo. Ông có phết kích không? Ông kia nếu mà có phết kích thì chắc không sao đâu. Cố lên anh ơi. Lần này cố gắng bốn người còn sống đi. Ông cũng sống mà. Ủa hèn quá. Xe nè, hai ông ngồi lên xe tiếp. Tôi chở xuống. Chở cho. Đây tôi chở cho. Mấy ông chở xuống dưới quá. Nè, xuống dưới bình remote luôn này. Từ từ chứ, ăn máu mà. Xuống dưới bình remote luôn đi mấy ông ơi. Để chở cho, sếp.
mình chạy ra sếp. Ăn máu đi, quay ăn máu à? Rồi 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 rồi, đây. Chỗ này ha, ngang ngang đó ha. Xuống dưới, ừ, xuống dưới đó luôn. Ui ôi, chạy quá rồi. Rồi. Không, tôi thấy chỗ, ở trong đó có người đấy. À không, không, không. Còn lúc này đây rồi. Rồi. Thôi, đi xe máy xuống dưới kia luôn đi. Đây đây đây. Chị thật đấy, giờ chỉ có chạy xe máy xuống dưới kia luôn. Đây. Cần số 1. Rồi. Ê, cần số 1. À. Thôi. Đi luôn. Chết rồi. Tôi chạy được yên tâm thì cứ ngồi chờ thôi. Xanh cỏ. Chết là biết liền à. Tôi là tôi thấy mùi xanh cỏ. Chạy một sút quần không vào, vào đến nơi nó thu tiếp. Ông Cao Lô ra rồi. Vẫn sống. Ông Cao Lô vẫn sống phải rồi. Mẹ nó còn 30 giây, nó chạy chưa đến nửa vòng nữa đấy, 30 giây mẹ. Mấy cái nồi, cái mổ lưới chai. Thôi kệ. Mù. Chị vô vòng đi. Ngon. Thôi vòng thu rồi ghế mấy ông ơi. Mấy chạy sút rồi. Chạy sút quần thôi rồi, giờ vòng thu cái gì thôi, chạy tiếp đi. Tiếp em mấy ông ơi. Chạy tiếp đây, cố lên, tôi sẽ trụ. Vòng thu nữa kìa. Tôi sẽ cố gắng tìm xe. Thằng tài xế đâu rồi? Đâu? Không kia nữa, ông Hồ Văn Phong đâu? Đây. Ra bờ biển đi, chạy thẳng ra cái chỗ tôi đánh dấu xanh xanh kìa, chạy thẳng ra đấy luôn đi, một mạch luôn. Chạy xuống dưới kia luôn kìa, chạy xuống với dưới bờ đây luôn. Xuống luôn, đi. Xuống dưới bờ đây luôn. Xuống luôn đi. Ông kia cố gắng lên nha, cố gắng để được top 1 nha. Tôi chạy đến nơi top 1 là vừa đấy. Ôi, chạy vào bụng bom mà đang chạy xong bị thả bom vào đầu, má ngồi cười. Chế hay cái đá mà, coi. Chế đấy cái đá đi. Coi. Nhiều quá. Trời ơi, bom kìa. Vậy chảnh nồi. Ô, thanh niên này vậy có vẻ mượt. Ôi, tôi thấy không mượt rồi, rồi xong rồi. Đỡ của bom may ấy, may mà nó vướng cho nó không thì dính của bom. Không dính của bom rồi. Dính của bom chết luôn. Nó còn hề rồi mà. Không, chạy theo hướng này kiếm cái xe đón ông kia. Xe còn xăng không? Ủa hết xăng rồi. Sắp hết rồi. Ủa có băng, có súng băng, có băng, có băng. Chạy đi, chạy luôn đi. Ôi, chạy rồi. Lại cả nồi, mẹ chết cả tem rồi. Đúng ok. Lật xe rồi à? Thanh niên kia bóp giấy ông đội rồi. Ông là con ngắm không kìa? À đây có rồi. Nó ở hướng E105 á. Thôi kìa, má vô được phòng bo là vui rồi. Đậu xanh. Thôi ông kia, bọn tôi sẽ đang kiếm lư hương để cúng ông. Ăn máu đi đủ. Kệ bọn nó ăn máu đi, cứ ăn máu. Thấy rồi, thấy rồi. Sau, núp sau gốc cây đi, bắn hướng kia kìa. Đầu xanh. Hướng nào vậy? Xuống đây này, bỏ đây này. Chết rồi. Bắn một phát rồi. Lấy mơ ra được rồi. Thôi chết rồi, chết rồi. À chết. Chứ mà ăn rồi. Con rồng. Chứ mà ăn rồi cao mình chịu hồi được con rồng. Rồi xong. Đầu xanh. Thôi, I run for you, I run for my life. Tình đi kia bóc giá đồng đội rồi. Đề nghị tự bún chim kiểm điểm. Ai được. Lần sau không rồi. Không cho ổng điều khiển xe nữa. Chính xác. Run for your life. Biết thế luôn. Đừng vào bên đó hả con. Ê, bậy rồi, chạy bậy rồi. Tôi đi làm lính siêu, nhìn tôi top 1 này. Lên núi chơi nó.
Năm rồi. Sáu nữa. Chạy chạy rút quần. Có hai lần chạy lỗ tám cái chỗ. Đến vòng thì chết. Thanh niên thanh niên kẻ ván đéo biết ở trong vòng bò gì. Trời ơi. Phết ekip mà. Cái nồi gì đây? Cái nồi này nữa. Đúng rồi, là cái phết ekip. Nhập xong tự nhiên chết. Hi sọt. Mấy tôi chưa có mũ này, giờ mà một viên vào đầu là hy sinh luôn. Không không kịp chăn trối gì luôn. Anh em đang tập trung. Thanh niên chưa một lần ở trong vòng. Để có xe, có xe. Cái gì đây? Máy bay qua, qua, nó đi rồi. Đi đi. Lần sau ông nào lái xe nhá, đừng cho ông Việt Nam VT lái chứ. Cứu giác luôn. Lái ghê. Đúng, 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 đúng cái khúc mà ông né giữa tâm ngắm của địch thì ông lại đông vào đuôi. Chế thể trên đường. Đấy không phải liền. Đánh đổ đúng không? Nãy gì chứ giết được thằng nào luôn á. Đây ngắm nó, phút nó. Nãy giờ chưa bắn một viên đạn nào mà. Chết hết quá trời. Được chẩn quá trời. Người người thì chết gì ngoài sa mạc. Có xe nhỉ? Từ nãy giờ tôi chỉ tốn có một painkiller với cả một Red Bull. Có thằng trước, có thằng trước mặt đằng sau đó. Bên phải. Bên phải, 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 xoay lại. Phải. Phải. Xoay lưng. Xoay lại, sau lưng. Đó, đó kia, đó kia. Ngon. Ồ, sao nó cũng không biết à? Ủa, nó không có, nó không có đạn. Nó đi theo tên. Rồi đầu bác thành viên vừa chết vừa lăn lăn xét xuống núi đi. Phải nồi. Đau bụng quá. Ủa bên xe tôi không thấy được ta. Thanh niên lo chạy. Tức quá là ông không nhìn thấy à mà cả team hét lên bên phải ông mới quay. Đôi khi nó bị bối rối mấy ông. Không nhưng mà ván này giờ anh em mình bây giờ phải chui vào chỗ nào đông người nhất gần chỗ nhất là chơi luôn. Chứ đợi anh em mình chạy cả tiếng đồng hồ rồi đúng không? Suốt cho bọn đúng rồi. Cũng thấm à. Gặp bọn nó lúc đầu chơi ngay từ đầu luôn. Ờ được không ơi, lúc ấy có được đâu. Mẹ chui vào 3-4 tim quay vào. Mất người buồn lắm. Vô chính giữa. Mấy bầy á đi ngang qua mình vô chính giữa. Rồi đi mấy ông ơi. Rồi. Ready. Thanh niên chạy Kaluka. Do rồi. Thanh niên chạy rút quần chết thứ ba. Hai thanh niên chạy xe chết đầu. Đâu đỡ được. Thanh niên chưa một lần ở trong vòng bò thì chạy rút quần thì không chết. Hai thanh niên ở trong thì chết. Má xui nhỉ, đúng cái lúc mà nó bắn súng thì đâm vào bánh đuôi. Tại có ông la quá, tôi cũng phạt đốt đó. Vãi, cả hoảng luôn, vãi cả hoảng luôn. Hello. Hello Indonesia. Hello Việt Nam. Có. Ui da, ghé đẹp. Chào. Yeah. I love you. I love you. Hello. Anybody can hear me? Nghe thật luôn. Nghe thật. Cháy. Đâu không nào cháy? Kìa, kìa,
Ôi người, người lửa, người lửa. Oh my god, người lửa. Ô oh, cháy rồi. Ô oh, happy. Happy. Ai ôm 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 hết cháy, ôm hết cháy. Ôm 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 ngồi đầu tàu luôn à. Giờ xuống đâu đây? Bay ra từ trên xuống. Cho nhảy hết đi rồi mình nhảy. Cho nhảy hết đi rồi mình nhảy. Chéo chéo mà. Chéo lên rồi. Đây nha, rất do hả? Ờ, rất do đi. Còn để bắn nhau thì vỡ mồm ấy. Vui ấy, chơi luôn. Chơi luôn. Tôi nghĩ là má sẽ nhiều người trên má tưởng đấy. Chơi luôn. Ờ, không, lên, lên đây cho an toàn hơn, đó. Thôi rớt vô đi, rớt vô đi trên kia rồi. Tôi thấy nó còn đông hơn, má lầy hơn. Ê, nhảy rồi. Rồi, xuống đi. Xuống, xuống sớm, xuống sớm, xuống sớm. Ừ, chi phải sớm. Ủa, nhiều thằng lắm. Ủa. Nguyên một, nguyên một tiểu đoàn không? Vô, vô trường nha, vô trường nha. Trời ơi, vào trường đi ông ơi. Trường, trường, vào trường, trường đi, vào trường đi, vào trường đi, vào trường đi, bay thẳng vào trường. Tôi không bay thẳng vào trường được rồi. Tạm biệt những người anh em. Trường muốn đâu. Ở bên đó có một tiệm nha. Ông kia chạy qua luôn qua này đi. Tôi nghĩ là tôi không chạy qua được đâu. Ô bên này có một tem không ơi? Vãi. Trường học cũng có một tem nha. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nó mà chạy tôi cán nó liền. Rồi, bố mày nhặt được easy chứ. Rồi, đây, giúp xong. Đi, giúp đi, giúp đi. Ủa, có một thằng như này nó qua súng rồi. Súng chưa, có súng chưa. Ở đâu, 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 đâu. Trên, trên mái nhà, trên mái nhà, trên mái nhà. Chỗ nào? Chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào? Trên mái nhà, chỗ cái cao nhất đấy, chỗ cao nhất đấy. Rồi, rồi, thấy rồi. Vai. Đặt súng đi, thằng này có lúc quá. Vai, 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 vai. Tăng lên, tăng lên, đi chơi đây. Để tôi kiếm súng tôi trả lên. Tôi có thằng cái xe lên kìa. Vãi luôn, con địch ở dưới dưới lầu. Tôi vào phòng đúng kho nó luôn. Súng không? Súng có, súng. Con hộp đạn nữa. Kệ kệ kệ, lấy súng này. Lắc. Tổng ba của ba lô nhá. Ơ sao lên bây giờ? Chưa rồi tay. Chưa rồi đọc chân mà na xin được. Ủa đéo có súng không à? Tôi vừa giết rồi. Bọn này bắn nhá, bắn nhá. Đi con mẹ nó. Nó sức cả lại. Lánh tham lên vô vô sức máy chứ thua được. Quay. À, có cái giam gì mà vào. Có cái ba lô kìa, Việt Nam BT nhặt cái ba lô sau lưng kìa, trên bàn. Bây giờ cần súng kìa, lên chứ cần ba lô chứ. Có súng là phi lên đã. À, nó có súng máy rồi. Đấy, đấy, đấy. Nhập luôn, lên tầng 3 giết người luôn. Ui, tiếp. Lê, hãy vô bao tát. Hết mẹ đã. Tôi lại lạc trôi ở đâu rồi.
Mời bạn. Mời bạn. Vãi giờ này nguy hiểm vãi. Ủa có cúp nè. Có một hàng đang chạy qua bên mấy chỗ em nha. Ô Việt Nam BT hay gì vậy? Ồ. Việt Nam BT đó. Ok. Trên tầng 3 có người đó cẩn thận. Lượm hồ bao, sao cho ồn như lượm đẹp ơi chứ. Bởi chỗ tôi vừa chết. Đeo có đạn nữa kìa. Lại. Đi với tôi Hòa, Hòa Đồng. Đây đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Từ từ, lấy giáp đã. Không có giáp. Thì giáp. Đi. Từ. Khỏi nhặt đi, lẹ. Đi. Thụ. Chúng ta không cứ được. Xuống dưới lấy xe đấy, chạy đấy. Phải đi giết thằng này ra, thằng này vẫn còn thằng trong này mà. Đâu thằng đó đâu? Lấy tham lâm màu. Thằng cô này này. Lấy cái gì? Lấy gì được rồi? Lấy nó. Quay. Lấy đạn. Đi bắn đi, lấy đạn chi nữa. Đi. Xuống lầu. Bắn nó chết, nó chết rồi anh em mình sao lên luôn. Chưa bắn cho nó là tí nữa nó lại tịp mình. Ngoài rồi, ngoài. Đi ra. Rồi luôn. Thế nào. Ui. Chỗ nào chúng mày ở đâu? Đâu vậy? Đâu vậy? Cho nó nghe nó chạy ra. Quay. Mang cái chữ E trời. Có nào nhỉ? Chạy rồi. Ôi, có một thằng ở đây mà đấy. Chạy rồi. Cái bắn chết thằng đồng đội của nó. Nó lên chạy luôn à? Đương nhiên rồi, nó phải chạy thôi. Sau đây không có ai hết. Thôi anh em mình lột đồ đi. Đó ở dưới dòng à? Ôi, đâu phải không? Chỗ nào vậy? Em đủ súng rồi, một cây này thôi đủ xử lý rồi nó rồi. Đâu? Mấy cái nồi. Sutano lấy xe đi, lấy xe qua đây đón đấy. Ủa, bên tôi có xe hả? Bên đấy nhiều xe rồi. À từ từ. Má cái hồ lô này, cái ái xài thử mà. Đô, lưu phục kìa. Vô lực lưu rùm kìa. Ủa, tẩy kìa mặt kìa. Mút lại rồi. Ôi trời ơi, cái vòng bo. Đi. Súng còn chưa có đạn nữa này. Ô cứ đi ra đi, lấy đạn xong. Ờ, tôi đang đi hướng nào vậy? Đi xuống, đứng trên. Ờ. Bên đó bên đây. Xuống, rẽ trái. Ờ. Rồi, rẽ phải. Hay. Đi qua bên chung cư bắn luôn. Thôi, đi ra đây. Vòng bo rồi. Đi. Kiểm xe đi. Vô vòng đi. Khỏi, xe không có điểm sao. Chúng ta không có người theo chứ. Ông cao luôn, ông Luca hai ván ông được chơi rồi. À, có xe máy kìa, tôi qua rồi tôi. Ok, lấy xe máy. Đen thì vào gặp lúc chúng nó thì đen chịu thôi chứ làm sao. À, lên thắp nhang cho anh em mình bắn xông xáo để cho ông ấy vào chơi. Ok. À, không phải lúc đâu, cứ gặp nào là chiến thôi. À, đủ đẻ rồi. Cho nó lên viên. Tay luôn. 120 viên. Và xe trong đó luôn. Ngoài. Xe máy ngoài. Rồi lấy ông lấy đi. Lấy đi. Chết rồi.
Ở trong này có đồ... còn đồ gì? Hết đồ rồi, hết đồ rồi, chỗ này bị lút rồi. Ô, Sutanu lái xe đi, đừng để... đừng để ông kia lái. Lái à. Ê, lù cười mì, thay. Ủa, rồi. Ông Huy là cái cha xua là. Đi đâu? Tôi nghĩ là chạy qua gắt ca không mấy ông này. Hướng nào? Từ để tôi anh đây chạy thẳng vào post kia luôn đi. Mà chạy xuống đây nè. Tôi nghĩ là chút nữa nó bò xuống biển á. Chút nữa nó bò xuống Brimorat đây này. Đi luôn ha. Chạy xuống thẳng đấy. Chạy xuống biển á, chơi lính thủy đánh bộ á. Bò biết chiến thật đó chưa? Xuống chỗ màu xanh lá cây đi mấy ông. Xuống chỗ đó bơi sang. Ui. Có đủ rồi chưa? À đủ rồi. Chưa, đâu có đủ đâu. Chạy thẳng vào đây đúng không? Chạy sang bo trên kia cẩn thận ấy. Ok. Không thì chạy vào chỗ khu nhà nào mà đánh nhau. Chạy vào chỗ này này, chạy chỗ vàng vàng ấy. Ôi, phải cái nồi. Oh man. What the hell, để tôi. Xe vẫn chạy được. Lên. Ủa? Xe. Cái xe kỳ vậy. Bơm máu đi ra. Từ, đứng đi, bơm máu đã. Ok. Bơm máu lên. Chạy xuống Primoz luôn này, chạy thẳng rồi, luôn. Ok, ngon lành rồi. Chạy. Chưa. Rồi ok. Chạy đi. Xài đại cái first aid kit cho rồi. Chạy xuống màu vàng nha, hay màu xanh. Xanh lá luôn, cay luôn, chạy xuống xanh lá cay luôn, đi bơi luôn. Ờ, xuống đây lấy chuyện được. Đi Vũng Tàu luôn. Ủa lại, vô vòng kìa. Sao đâu. Đừng chạy vô nhà. Vô nhà dễ chết lắm á. Đi Vũng Tàu luôn không ơi. Ủa lên núi nè. Lên núi trên đằng này. Cẩn thận đi xe này lên núi vắng mồm. Đi tàu đi. Đi ra bờ biển đi rồi đi tàu. Đúng rồi, xuống Vũng Tàu luôn, tôi biết mà. Nó co vào một Remorat á. Xuống Vũng Tàu rồi đi bơi đi. Chơi lính thủy đánh bộ. Chạy thẳng ra biển luôn. Vãi. Ngồi ôm eo nhìn đã hết. Ôm eo gái luôn chứ. Vậy để con gái ngồi cạnh bên, hai thằng con trai ngồi ôm eo nhau. Bà chảnh nồi. Được. Ôi trời. Được. Vãi. Chết. Có tiếng xe. Bơi đi mấy ông ơi. Ra lấy thuyền đi. Bên nào bên tên ra lấy thuyền đi. Thuyền đâu? Đi tìm thuyền đi. Chạy dọc biển đi. Ô mà sao lại rớt xuống đây mẹ rồi. Tôi thấy hơi xa đấy. Tôi thấy chỗ này hơi bị xa xôi đấy. Không sao, đi. Bơi. Nói giờ. Giờ mà bơi là bao cực luôn. Bơi thấp xuống. Lặn xuống luôn. Đây. Đó. Còn đồng viên bơi lội. Lặn xuống. Lát mưa cơ thang. Ô có hòm mấy đâu đây. Đâu. À, không phải đâu sóng biển. À bơi ở bên dưới nhanh hơn mấy ông rồi. Đang bơi ở dưới nè. Ô sư ta ngồi bật môi còn nó bơi nhìn bao phê. Sư ta ngồi nhìn bơi nhìn phê đấy. Ôi. Lên. Thanh niên kia xe trái đây là. Ôi vãi. Giờ sao ta không có tàu hả? Để dành oxy bơi qua cái cầu mày. Có thằng thu phí trên đó gọi sách hoặc là. Ok, má lạc trôi rồi. Bơi ngửa, vẫn đang bơi ngửa. Bánh rồi phải lạc trôi. Chơi vui quá thôi. Cool đô. Đây chỉ là một chuyến đi du lịch. Ông em mình bơi xong là vòng lớp quan đấy không được. Đừng lên thôi, Phong ơi. Lên luôn. Lên luôn đi. Trên tàu cầu nó thu phí cho cái là chết rồi.
không đi băng qua đây luôn rồi. Băng cái vòng vô vòng mà bơi nha, vô vòng là bơi nha. À, vô vòng là bơi. Chứ chạy trên bãi cát này má làm bia tập bắn của chúng nó đấy. Đi bơi thì mệt quá. Bơi lâu quá. Kiểu sẵn tiếng cái tàu. Luộc ok. Thiện ơi. Tập biến luôn à. Máy chạy trên bãi biển này giống bia tập bắn á. Bơi đi. Bơi đến pin chiên cát luôn. Để ý trên bờ nha. Bính thị đánh bộ mẹ lâu lâu ngoài lên cho chúng nó ăn đẻ. Bom. Xuống biển đây cái con bom nó thả luôn. Mẹ đen vậy nồi. Nãy giờ tôi chơi ván nào mà dính vào con bom. Tôi Sabaron nữa tụi. Rồi xong ông kia đang lạc trôi ở nơi nào rồi. Nơi nè. Phải nồi giờ ông mới có chạy bơi qua được cái vùng eo kia ông ơi. Đi lên đường cát cho lẹ. Bỏ mic cất súng nè, Việt Nam VT, cất súng đi chạy cho nhanh. Ờ đúng rồi, súng chạy cho nhanh. Ơ có thuyền kìa, có thuyền bên trái. Đâu? Dưới cầu cầu. Lấy, ra đón. Đâu? Chờ tí Việt Nam VT đang rồi. Có thuyền kìa. Đâu anh, Phương ơi, lấy, sao tay. Ôi lặn xuống, à, bồn. Đánh lặn. Ôi bom dưới đây được luôn á, bom á, nó nổ dưới đây được luôn á, mới thấy nổ xong. Việt Nam VT làm gì đây? Đi như nào ấy, đi như nào ấy. Đâu, ông sang phần lái đâu, ấn ôn 1 hay Ctrl 1 chứ? Ctrl 1. Ờ, Ctrl 1 ấy, sang lái ấy. Này bơi lên đến khi top 1 còn được ấy. Đúng rồi á, bơi đi. Ra đón nha em, không vòng nó bò rồi. Nó đứng ủi nhá, ủi vào trên luôn đấy. Em đi thuyền mà còn lâu hơn cả đi bơi nữa, vãi. Ủa, sao ông kiểm lấy được thuyền hay vậy? Không thấy này, không thấy ta. Ở dưới gầm cờ luôn, các ông chạy không để ý. Đợi mấy. Cái blue mà anh đồng chậm. Đây ra trước em đi. Được rồi. Quay nó sốt cầm đi ăn bà. Đi. Ra mình hướng này. Qua chín cô. Thôi. Dừng. Nấp ngoài biển luôn. Bỏ đi. Dừng đi. Sao ạ? Vít cái thuyền nào đó đi. Bơi ngoài biển thôi. Ở mỏm đá này. Đúng rồi. Ngồi yên ở mộng. Lấy cái thuyền trắng đi ông. Lấy cái thuyền trắng ở mộng đá đi. Đứng yên ở mộng đá luôn. Dừng lại. Ê, dừng lại. Má, đưa đi. Dành cho chữ. Thằng mặt nồi. Được rồi. Chóng mặt vậy đó. Được rồi. Thì có thằng sắp nôn. Được rồi. Tự ông ơi, xây sóng. Được rồi. Ở đây thôi. Ê, nếu mà tí nữa bò ra biển thì sao ta? Bò ra biển thì đứng bắn nhau trên thuyền đúng không? Không. Lấy cái thuyền trắng cái chỗ mà mình cần bắn lại. Hồ báo, đi vô bờ, núp trong nhà, đi vô bờ. Kiếm chỗ đứng bắn đi mấy ông ơi. Nó không ra biển đâu. Nè, có cái đảo nhỏ ở đây nè, thấy không? Má, quả bo chắc vậy nồi. Đó, có đảo nhỏ, đi qua bể. Đó cái đảo nhỏ, đi lên chỗ. Trong nào có súng nhắm không? Kiểu nó được lái xe đâu lấy cano nó quẩy. Ông ở đây tôi đang chơi nhưng tôi hết tăng rồi. Bắt cầm cái cano quẩy đi mẹ. Tí hết xăng đéo chảy. Này phải top 1 thôi, cái chặng này phải top 1. Duyên dự luôn. Quay.
Ai bạn? Ai bạn? Hôm nào? Rồi cái dưới nước thôi mấy ông ơi. Mình ở ngoài đây mình chơi thôi, thằng kia cất cano hồ cái. Lại lại đánh rồi. Má lá như chưa từng được lá. La 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 la. Lần về lại cái nó vừa ăn. Thanh thanh niên lần đầu được đi thuyền. Nó bắn nó trên cảng nó bắn. Hôm về rồi. Cái đồ bằng ai? Giống kiểu bết đi mấy lần rồi. Bết mấy lần rồi lại cano ra gần cảng nó bắn lăn nhặng cả lên. Thanh niên hút đạn. Không thì ông cứ lượn lượn vài vòng đấy tí nữa nó kiểu đéo nó hết đạn mà. Ở đây nha. Cứ điểm cứ lượn lượn đi cho nó hết đạn chơi đi. Tôi sợ ông hết xăng trước. Đấy. Không, ở sau lưng mình này chắc chắn là không có người rồi. Ở trước mặt thôi. Hướng bề đúp thôi. Dạ hướng lên quá, lại lên đi, mất đái quá, lại lên đi. Bây giờ mấy ông ngồi mấy ông mất đái luôn vậy. Ui hồ bao à, xe luôn. Lên hồ bao lên đi à. Ở đây tôi sẽ ngó tất cả cho mấy ông cứ hành quyết đi. Quả này không biết bo như thế nào vậy. Má bò ra ngoài đảo này thì đúng hài luôn. Hài thiệt luôn á. Ông kia nhiều máu á liền lái cano đụng tường. Ôi mình, rồi xong luôn. Nhà mình kinh doanh phát kíp. Rồi xong luôn. Ôi đi không. Út đạn nữa chưa. Đúp. Tôi còn không có đạn, ông nào có ít đạn 5-6 ông cho tôi 30 viên. 5-6 hả? Ơ Việt Nam BT tôi bảo, ông hút ở cái chỗ cano vừa rồi. Đây. Hút ở chỗ cano của ông ấy. Họ không nhìn đâu, nó cầm cái cano ấy. Không thể nào ra nhìn đấy đâu. Đây. Để em quá trời nè. Không, nhưng mà vòng vòng bo rồi. Đây nè. Của em nè. Đây, chỗ này an toàn nhất. À, tôi đứng dưới nước nha. Nhiều tăng. Bo lần sau kiểu gì cũng bo bãi cát này tí nữa bắn nhau kinh lắm. Đó, 50 viên á. Ok. Bo bãi cát này tí nữa không có chỗ nấp đâu. Ờ, không phải đạn này rồi, em bãi đều. Ờ, phải mà. Đạn 7.6 ấy thôi. Ờ, kìa. Đạn này được không? Không. Không, đạn này xuống lục mà. Rồi hết đạn luôn rồi đó. Rồi ok, tôi bỏ đi. Tí nữa bắn sổng gần rồi. Đây, cho xin. Cho xin lấy đạn. Đang còn 24 thằng. Má mình cứ nhầy vậy, hồi cũng tóc bột má ông ơi. Có mê kít không? Có mê kít hả? Ông ơi, mê ông ơi, mê ông ơi. Hướng 330. Cái nhà 330 có cái bồn nước nước nhỏ ở trên đi. Rồi. Bồn nước mặt trời ở trên đi. Rồi. Đấy, có thằng đang ngồi như đấy. Để mẹ để tụi ta gặp đạn của đầu nữa. Cái đầu mày đi. Mẹ lấy lính thị đánh bộ nè con. Sát mà con. Má, chúng nó 2 viên à, súng này yếu quá, không chết. Chúng nó 2 viên. Hi, mình là lính thị đánh bộ. Các bạn không thể bắn mình đâu. Yeah. Ông thấy cái nhà có cái bồn nước ở bên trên không? Có. Đấy, có một thằng trên đấy đấy. Ô thằng bắn kìa, trên nóc kìa, nó đang bắn kìa. Trên nóc đội ông trên nóc kìa, trên nóc kìa. Đâu. Thằng trên đầu ông đấy, Việt Nam vậy. Thấy thằng nào ta? Trên ngác trên cùng với cái bồn nước ấy. Ra đây chỗ vui. Thấy thằng nào luôn á. Tụi em có bên 20 cây. Vào đây luôn. Đâu. Đang vào.
Không biết bọn nó có mấy thằng rồi. Nó vẫn trên nóc ấy, nó vẫn trên nóc ấy, tôi giữ cho nó không xuống được. Nó vẫn mấy thằng ấy? Mấy thằng? Một, hai thằng. Hai thằng. Từ từ bên ABT, từ từ. Nó đóng cửa lên. Ở trên núi kìa, trên núi cái chỗ mà bọn ông vừa xuống á, có một thằng. Má đúng là lính thị đánh bỏ. Rồi một thằng đi rồi. Ông lên đi, xong vào. Ôi. Ôi đi về. Rồi sau ném bom vào, có flash không ném vào. Ôi quên thế. Sutano cố lên. Uống đi về. Uống quá. Bắn xuống gì mạnh dữ người ta. Sutano ơi, bơi sang kia đi, bơi sang cái phòng bó đi, kệ nó. Kệ nó đi. Bơi sang chỗ phòng bó, bơi ra xong rồi chạy lên. Bơi sang xong rồi cầm súng chạy lên. Rồi xong, chết luôn. Chết rồi. Lúc đầu mấy ông là chịu đi lên thủy đánh bỏ tôi là vui rồi. Nhìn tôi nhìn được hết luôn. Nhìn đít ông này sướng vãi. Chúc nó đéo để bảo rồi. Tôi chết sớm, tôi nhìn bao đã luôn, lũi bơi nhìn thích quá. Bơi lẹ lên không kịp đâu. Còn 28 kìa. Bơi thẳng vào trong bờ đi. Bơi thẳng trong bờ đi. Trong bờ đi. Rồi. Nhích cái mông lên. Cái mông lên. Bơi chân đạp mạnh lên, nhích mông lên. Đạp mạnh lên, cho cơ động lên. Từ từ, người ta là con gái. Bơi lẹ lên không kịp đâu coi. 5, 4, 3, 2, 1. Tôi sợ là tôi bị bắn lần sau quá ông ơi. Không sao đâu. Ông đừng có hàng mang nữa. Chạy đi, phòng này thấm lắm ấy. Cầm súng luôn, chạy lên. Phòng này thấm lắm. Súng kia kìa, súng nó hết đạn rồi. Đổi súng kia bằng xa hơn. Ừ. Chạy thẳng vào phòng đi. Lấy đi. Vào trong phòng đi. Nấp vào mỏm đá, ngồi chạy vào mỏm đá nằm xuống. Nằm xuống luôn, không đi đâu hết. Đấy, nằm xuống, đùa. Vào trong phòng rồi, nằm xuống. Tới tí nữa. Đấy. Tí nữa đi. Rồi. Tôi thấy tôi nằm đây giống bi tập bắn mấy ông ơi. Không, chạy thẳng. Chạy thẳng vào cái tròi không? Ngắm đi. Còn có 14 cái chỗ này. Cái chỗ này là nếu khác gì bị tập bắn luôn. Bò sang bên phải, bò vòng trên vòng mỏm đá. Đấy. Nằm đây đi. Ừ, nó bò một xíu ở trước mặt thôi. Không ngắm cái đó đâu, chỉ ngắm một cái thôi. Ngắm kỹ thôi đi. Ông bò dần vào cái nhà vệ sinh đi. Vào cái nhà vệ sinh được đấy. Bò dần vào cái nhà vệ sinh đi. Bò đi. Nhà vệ sinh á. Từ từ ra ngoài. 5 giây nữa, 30 giây rồi tôi bỏ. Đấy, có thằng trước mặt, Đừng bắn. Kệ nó, chúng nó đang bắn nhau. Bỏ đi, bây giờ bỏ đi, cứ bỏ đi, kệ chúng nó bắn nhau. Từ từ, nằm im đi. Bây còn 30 giây tôi bỏ. Ừ, từ từ thôi. Đấy, bọn nó chuẩn bị nó chạy tới. Đấy, nó kìa. Kệ chúng nó bắn nhau mà. Đừng, đổi xuống đấy. Đừng bắn. Hôm nay không còn đạn. Rồi đi, bỏ đi, 30 giây rồi, bỏ đi. Bỏ đi, không kịp đâu. Bỏ đi, không kịp đâu, 30 giây. Không, tôi nghĩ là kịp á, cái chỗ này ngắn lắm, từ từ đi. Nằm yên đi, đừng có để bỏ đi, ông ở sát vòng mà. Ông ở sát vòng ngoài. Cái này nó thấm lắm anh nhờ. Bỏ đi. Bỏ đi. Không kịp đâu bây giờ. Nó còn chưa vô. Nó bỏ vô. Hai thằng. Chạy đi. Cứ bỏ vào đi, chúng nó sẽ bắn nhau ở đấy. Nó không để ý đâu đâu. Ba thằng đấy. Ui, tém nó. Nó chạy vào nhà vệ sinh đấy. Ôi, ông bỏ không kịp rồi, ông chết rồi. Ông bỏ sớm ở đấy thì vào giết được thằng nào. Chạy thẳng luôn, đừng bắn. Chạy thẳng. Vòng thấm lắm. Chịu ơi. Thấm 4 nó còn tem 1 hay gì á. Đó. Cái vòng này nó thấm máu lắm. Không, còn 4 là còn tới 4 đội ấy. À, không bắn nổi. Thật sự là chỗ này không có chỗ nấp. Nãy mà chạy xuống là bị thấy liền hai thằng. Nãy đi chung là được rồi. Đi lẻ, ham lẻ quá. Đi chung rồi đã chết hết rồi. Trên cái nhà đó có mấy thằng vậy mấy ông? Ai?